Khu vực chăn nuôi của bà con mình cũng chỉ cần đáp ứng được cái thứ nhất là mình sẽ sử dụng toàn bộ những cái gì bà con sắn cỏ. Đấy, ví dụ như là bà con tận dụng những cái thùng xốp ấy, hoặc là bà con sử dụng là những cái miếng ván để bà con đóng thành những cái ô chuồng. Hiện nay, chăn nuôi các loài động vật hoang dã là mô hình chăn nuôi đem lại thu nhập cao, điển hình có con châu chấu. Đây là loài vật nuôi mới lạ, nên có thể nhiều bà con chưa biết đến, và khu vực miền Tây nước ta chăn nuôi nhiều với số lượng và quy mô lớn như của trang trại anh đã đây thì rất ít. Với nhiều năm chăn nuôi con trâu, ngay sau đây, anh Đạt sẽ chia sẻ tới bà con kinh nghiệm chăn nuôi, cũng như giúp bà con giải đáp những thắc mắc mà bà con gặp phải. Xin chào chương trình, cũng như là xin chào toàn thể bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi đây là Đạt. Hiện tôi đang là chủ trang trại chăn nuôi các loại động vật hoang dã. Và hôm nay thì tôi đang có mặt một trong những trang trại chăn nuôi của tôi. Đấy, có địa chỉ tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thì hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ đến toàn thể bà con một giống vật nuôi mới mà hiện tại bên trang trại tôi đang chăn nuôi. Xuất phát điểm là con gà nòi, có truyền thống chăn nuôi và phát triển các dòng động vật hoang dã từ rất sớm. Tuy nhiên, bản thân anh Đạt cũng không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân và cùng anh em trong gia đình xây dựng những mô hình chăn nuôi vững mạnh, đạt hiệu quả cao. Cách đây gần 9 năm về trước, khi đi thực tế và nắm bắt giá trị của những con đặc sản được phép gây nuôi làm kinh tế, anh Đạt đã vô tình biết đến con trâu trâu. Là một giống vật nuôi thuộc họ nhà hưu hoảng, nhưng giá trị thương phẩm lại vô cùng cao. Sau khi tìm hiểu và bắt tay vào chăn nuôi thử nghiệm, anh Đạt nhận thấy đây sẽ là giống vật nuôi có cơ hội phát triển vô cùng lớn và có tiềm năng phát triển kinh tế vô cùng cao trong tương lai. Vì thế, anh đã phát triển mô hình, nhân giống và phát triển giống vật nuôi này. Vậy nuôi trâu có những ưu điểm gì mà anh Đạt lại mạnh dạn đầu tư cũng như dám phát triển với mô hình lớn đến thế? Xin mời bà con hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Đạt ngay sau đây. Thì trong cái suốt quá trình chăn nuôi vừa qua thì tôi cũng cảm nhận thấy là cái con trâu treo này thì nó rất chi là phù hợp trong cái quá trình mà bản thân tôi chăn nuôi cũng như là một số bà con trên khắp địa phương đấy, mình có đều có thể chăn nuôi cũng như là phát triển tốt trong cái lĩnh vực con trâu treo này. Thì để về cái con trâu treo thì dường như trong suốt quá trình tôi chăn nuôi thì tất nhiên thì trong cái giai đoạn đầu thì tôi cũng gặp một số cái khó khăn. Đấy, về cơ bản là mình cũng chưa hiểu được hết những cái tập tính sinh hoạt của con trâu treo này ra làm sao. Đấy, còn trong một thời gian nhất định thì tôi cũng nhận định rằng là con trâu treo này thì chăn nuôi nó cũng rất chỉ là đơn giản. Đấy, dường như là nó cũng không đòi hỏi quá nhiều cái kỹ thuật trong chăn nuôi mà nó lại mang lại cái giá trị kinh tế rất chi là cao cho chính bản thân của tôi. Thì tôi cũng muốn chia sẻ đến toàn thể bà con để mình có thể là mình tìm hiểu cũng như là mình bắt tay vào chăn nuôi giống vật nuôi này để làm sao nó mang lại cái giá trị cũng như là cái hiệu quả kinh tế cao nhất tới cho chính bản thân của tôi cũng như là cho đến toàn thể bà con. Thì để về cái con trâu treo này, tại sao tôi lại nói là nó rất chi là đơn giản ấy và nó không đòi hỏi cái kỹ thuật, thì bà con có thể là để cho bà con hình dung được dễ hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn, thì tôi cũng có thể là mời bà con mình dành ra một chút cái thời gian đấy, tôi mời bà con đến trực tiếp trang trại của tôi để bà con có thể là mình tham quan đấy, từ mô hình chuồng trại cho đến con giống, thì bà con có thể là định hình được tất cả là cái giai đoạn đầu mình muốn bắt tay vào chăn nuôi thì mình cần phải chuẩn bị chuồng trại như thế nào. Cũng như là đến đây thì bản thân tôi cũng sẽ là người chia sẻ, hướng dẫn trực tiếp cho bà con. Đấy, để bà con có thể mình nắm bắt thật rõ, đấy, thật kỹ là trước khi bà con mình tiến hành vào chăn nuôi để làm sao cái con vật nuôi nó mang lại cái giá trị cũng như là kinh tế cao nhất tới cho bà con. Thì để nói về cái con treo treo này, về cái khu vực chăn nuôi, tại sao tôi lại nói nó rất chi là đơn giản. Đấy, cũng như là cái kỹ thuật trong chăn nuôi nó không đòi hỏi cao, thì như bà con mình đến trực tiếp trang trại tôi thì bà con có thể hình dung ngay ra thôi. Thì như hiện tại ấy, thì là bên trang trại tôi đang áp dụng chăn nuôi con treo treo, thì với đặc tính của con treo treo này nó là giống vật nuôi bán tự nhiên. Đấy, chính vì cái lý do như vậy thì là khu vực chăn nuôi của bà con mình chỉ cần chuẩn bị làm sao có một khoảnh đất trống cũng như là một khu vườn của bà con
để cái khu vườn chăn nuôi cái con treo treo này thì bà con chỉ cần làm sao mình đảm bảo được là cái khu vực bà con quây kín nó lại. Đấy, nếu bà con mình xây được tường bao xung quanh thì là càng tốt. Còn nếu bà con nào mình giảm thiểu cái chi phí thì bà con có thể là sử dụng bằng cái lưới B40, bà con quây kín cái khu vực đó lại để tránh cái tình trạng làm sao là con treo treo nó thất thoát ra bên ngoài tự nhiên. Và đồng thời nữa thì bà con cần lưu ý thêm một chút là khi bà con sử dụng bằng B40 thì bà con vẫn phải bịt kín cái phần chân cao lên độ tầm 1 mét để tránh cái tình trạng là sau khi mà cái con treo treo nó đẻ ra thì cái con nó còn nhỏ thì nó sẽ chui ra bên ngoài thì nó sẽ làm hao hụt cái con giống của bà con. Trong khu vực nuôi, nếu là khu vườn, bà con nên trồng những cây cỏ và những loại cây tạo bóng mát. Đây sẽ vừa là nguồn thức ăn, vừa là nơi trú ẩn, tạo bóng mát cho con trâu. Còn nếu bà con tận dụng những không gian trống như chuồng lợn, chuồng gà, nếu là nền trạt, bà con nên đổ vào một lớp đất hoặc lớp cát để con trâu dễ di chuyển. Và đồng thời nữa thì khu vực chăn nuôi của bà con mình cũng chỉ cần đáp ứng được cái thứ nhất là mình sẽ sử dụng toàn bộ những cái gì bà con sắn cỏ. Đấy, ví dụ như là bà con tận dụng những cái thùng xốp ấy, hoặc là bà con sử dụng là những cái miếng ván để bà con đóng thành những cái ô chuồng đấy, hay đại khái mình gọi là đóng thành những cái hộc. Như vậy ấy, thì là để trong cái quá trình mà khi mưa gió xuống thì con treo treo nó sẽ chui vào đó nó trú ngụ, cũng như là sau này là con treo treo nó chui vào đó để nó đẻ cũng như là nó nuôi con trong chính những cái hộc như vậy. Đấy, và đồng thời nữa thì bà con cũng cần lưu ý một chút nữa là cũng như bà con chỉ cần đáp ứng được làm sao khu vực chăn nuôi của bà con. Đấy, thì là mình sẽ sử dụng toàn bộ là nền đất chứ mình không cần phải nền xi măng như một số những con vật nuôi thông thường khác. Thì đặc tính của con treo treo này thì nó rất thích chạy nhảy. Đấy, thì khi mà bà con sử dụng bằng cái nền xi măng thì đôi khi nó sẽ dẫn cái tình trạng nó bị trượt chân thì nó sẽ làm thương chính con vật nuôi của bà con. Và ngoài ra thì bà con mình cũng chỉ cần chuẩn bị làm sao là khu vực chăn nuôi của bà con nó bằng nền đất như vậy thì bà con cũng lưu ý làm sao là cái khu vực đó mình làm theo một cái hệ thống thoát nước làm sao cho nó được tốt nhất để tránh cái tình trạng khi mà mưa gió xuống nhiều ngày thì nó sẽ thể dẫn đến cái tình trạng là nó ngập úng. Đấy, ngập úng khu vực chăn nuôi của bà con. Thì khi mà nó ngập úng trong cái khoảng thời gian lâu thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng sức khỏe cũng như là sự phát triển của cái con vật nuôi này. Là giống vật nuôi có nguồn thức ăn phong phú nhất, khi con treo có thể ăn được hầu hết tất cả các loại rau củ quả, cây cỏ, lá cây mà địa phương nào cũng có. Hơn nữa, lượng thức ăn tiêu thụ một ngày của con treo lại rất ít, chỉ vào khoảng 200-250g thức ăn trên một ngày. Chính vì thế, chi phí thức ăn cho con treo rất ít. Mỗi một con chỉ mất dao động 1-2.000 đồng mỗi ngày. Chi phí cũng như lượng thức ăn chúng tốn mít là thế, nên khi bà con cho ăn, bà con nên cho chúng những thức ăn tươi mới, tránh tận dụng những thức ăn thừa, thức ăn dập nát. Khi cho ăn, bà con cần vệ sinh sạch sẽ máng ăn cho treo, cũng như thay máng nước uống theo ngày để đảm bảo vệ sinh và tránh gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của chúng. Vì cái đặc tính của con động vật nuôi hoang dã, ấy, điển hình như con treo treo, thì nó có một cái ưu điểm chung. So với tất cả những con vật nuôi mà hiện tại bên trang trại tôi đang chăn nuôi thì nó là dường như nó không gặp phải bất kỳ một cái tình trạng dịch bệnh như những con vật nuôi thông thường khác. Đấy, tuy nhiên thì bà con mình cũng cần phải lưu ý về cái nguồn thức ăn của con treo treo này. Thì đối với cái nguồn thức ăn thì bà con mình luôn luôn phải đảm bảo làm sao được cái tình trạng là nguồn thức ăn nó phải tươi và nó sạch nhất, cũng như là cái nguồn nước uống của nó cũng vậy. Thì để về cái nguồn thức ăn mà con treo treo này nó yêu thích nhất thì như hiện tại bên trang trại tôi đang chăn nuôi thì nó bao gồm những loại thức ăn về phần rau đấy, thì bà con có thể là cho ăn rau muống, đấy, rau lang đấy, còn phần lá cây thì con treo treo này cũng rất chi là thích ăn. Như lá cây thì nó ăn được lá khế này, hay một số loại lá sấu đấy, hay là lá sung đấy, đại khái là những loại lá nó hơi có cái vị chát đấy. Và đồng thời thì là đối với loại quả. Đấy, loại quả này thì bà con cũng mình cân đối và mình lựa chọn những loại quả mà nó có cái vị chát là nó thích ăn nhất. Đấy, ví dụ như quả sung. Đấy, và một số loại quả nó có vị chua nữa như quả khế.
Hay là một số địa phương bà con có cái quả ngoã hay hay còn gọi là quả vả. Đấy, và những quả ổi. Đấy, hoặc là những quả cherry là những cái loại thức ăn đó thì con treo treo này nó rất chi là yêu thích. Thì trong cái quá trình bà con chăn nuôi đấy, thì cái công chăm sóc nó không mất là bao nhiêu cả. Thì bà con mình cứ làm sao mình đảm bảo cái nguồn thức ăn luôn luôn nó phải là sạch sẽ, cũng như là cái nguồn nước uống của nó luôn luôn phải đảm bảo là sạch. Thì chăn nuôi con treo treo này nó rất chi là đơn giản. Một ưu điểm rất lớn của con treo đó là con treo là giống vật nuôi bán hoang dã, thả vườn tập trung mà không phải nuôi nhốt từng ô chuồng riêng lẻ, nên bà con sẽ không phải lo lắng và can thiệp bất cứ vào khâu nào trong quy trình ghép đôi với giống. Vì khi treo cái đến thời kỳ lên giống, chúng sẽ phát những tín hiệu để thu hút con đực và tự chúng sẽ mang bầu, sinh sản và nuôi con. Trong khu vực chăn nuôi, bà con nên có sẵn ít rơm già, cỏ khô để đến thời kỳ sinh sản. Con cái sẽ không vào những ô chuồng để làm ổ sinh con. Tuy không phải can thiệp vào quá trình ghép đôi phối giống, nhưng khi chăn nuôi treo, tỷ lệ đực cái phù hợp cũng góp phần rất lớn đến hiệu quả sinh sản. Để chất lượng sinh sản được cao nhất, bà con không nên sử dụng một con đực với quá nhiều con cái. Theo kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm của anh Đạt, tỷ lệ ghép đôi tốt nhất, tránh lãng phí nhất chính là một con đực ghép tối đa từ 2 đến 3 con cái. Và đặc biệt một vấn đề nữa là cái vấn đề ghép đôi phối giống. Đối với con treo treo này thì nó khác so với tất cả những con vật nuôi mà hiện tại bên trang trại tôi đang chăn nuôi, như con dúi, con giòn, con chồn, bản thân của tôi đang chăn nuôi. Thì đến cái giai đoạn ghép đôi phối giống thì tôi phải tiến hành là cho con đực, con cái nó ở tập trung với nhau để nó tiến hành vào trong cái giai đoạn ghép đôi phối giống. Nhưng đặc biệt con treo treo này thì nó sẽ khác so với con vật nuôi, khác một chút, cũng như là khác so với con động vật nuôi thông thường. Là đối với con treo treo thì là hiện tại nó là con động vật nuôi bán tự nhiên, mình chăn nuôi thả chứ không phải là mình chăn nuôi nhốt trên những cái ô chuồng ấy. Chính vì cái lý do như vậy thì là con treo treo này thì nó có một cái ưu điểm lớn là trong cái chu kỳ ấy, nó lên giống cũng như là trong cái giai đoạn phối giống thì bà con mình không cần phải can thiệp bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Ấy, như một số con vật nuôi khác thì bà con có thể là phải cho con đực ở chung với con cái. Ấy, nhưng đối với con này thì nó nuôi thả, nó sống theo bầy đàn thì nó đến cái chu kỳ nó lên giống thì nó khác tự phối, cũng như là sau này nó vào sinh sản cũng vậy. Đấy, thì nó sẽ tự đẻ cũng như là tự chăm sóc con. Ấy, như ban đầu tôi cũng chia sẻ với bà con là mình phải chuẩn bị những cái hộc, hay là mình đại khái là gọi là những cái hang giả. Đấy, tạo thành những cái hang giả hoặc là những cái hốc cây giả đấy cho cái con treo treo, để sau này nó sẽ vào đó. Cái thứ nhất nó vừa trú ngụ, và cái thứ hai là nó sẽ đẻ con và nuôi con ở trong chính những cái hốc đó. Đấy, thì nhưng ngược lại thì để cho làm sao bà con đạt được cái hiệu quả về sinh sản được tốt nhất thì bà con mình phải cân đối làm sao là khu vực chăn nuôi của bà con. Đấy, bà con định hình là khu vực với cái diện tích của mình chăn nuôi số lượng là bao nhiêu cá thể, thì bà con cũng cần phải cân xứng cái tỷ lệ đực cái làm sao cho nó tương xứng. Đấy, như hiện tại bên trang trại tôi đang áp dụng mà nó đang đem lại cho chính bản thân tôi cái hiệu quả về sinh sản được tốt nhất, thì như bên trang trại tôi đang áp dụng là một con đực, đấy, tỷ lệ là một con đực nó sẽ đảm nhiệm tốt là từ 2 cho đến 3 con cái. Đấy, bà con mình có thể tận dụng với cái tỷ lệ như đó để làm sao nó mang về cho bà con cái hiệu quả được tốt nhất. Bà con mình cũng không nên là mình tận dụng quá nhiều con cái. Đấy, khi bà con mình tận dụng nhiều con cái quá mà nó thiếu con đực thì sau này cái tỷ lệ sinh sản nó cũng sẽ không đạt được cái hiệu quả cao cho bà con. Đấy, như vừa rồi thì tôi cũng đã chia sẻ tới cho bà con một giống vật nuôi mới mà nó đang mang lại cái giá trị cũng như là hiệu quả kinh tế cao nhất cho bản thân của tôi. Thì nếu bà con nào mà mình muốn bắt tay vào chăn nuôi cũng như là phát triển cái con treo treo này, thì để được thuận lợi hơn nữa cho bà con, để bà con có thể là nắm bắt rõ hơn nữa, thì tôi cũng xin mời bà con là đến trực tiếp trang trại của tôi để tôi có thể là chia sẻ hướng dẫn cụ thể hơn cho bà con, để bà con mình có thể định hình rõ về mình chăn nuôi để nó mang lại cái giá trị hiệu quả kinh tế tốt nhất cho bà con. Và đồng thời ấy, thì là khi bà con mình đã nắm bắt được toàn bộ
những cái yếu tố trong chăn nuôi của con treo treo này rồi, đặc tính của nó, sinh hoạt của nó cũng như là nguồn thức ăn của nó. Đấy, thì nó sẽ mang lại cái giá trị nó rất chi là cao tới cho bà con. Đấy, như hiện tại thì trung bình của một đầu con mẹ sinh sản trên một năm thì nó đem lại cho chính bản thân của tôi với cái mức thu nhập lên đến là 18 cho đến 20 triệu đồng trên một con mẹ sinh sản trên một năm. Thì đối với con treo treo này thì một năm nó sẽ sinh sản cho mình được hai lứa, và mỗi lứa thì trung bình nó sẽ dao động từ 2 cho đến 3 con. Và cái giá hiện tại ngoài thị trường mà chúng tôi đang cung cấp ra ngoài thị trường thì nó đang có cái giá là 1,8 triệu, 1,9 triệu đấy, trên 1 kg thương phẩm. Thì đối với một số bà con khi mình bắt tay vào chăn nuôi mà bà con còn lo lắng cái vấn đề đầu ra thì bà con cũng yên tâm là khi bà con lựa chọn đấy, để mình học hỏi cũng như là mình bắt con giống của bên trang trại thôi, thì bên trang trại thôi sẽ hỗ trợ toàn bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, cũng như là sẽ hỗ trợ là bao tiêu toàn bộ cái đầu ra cho bà con, để bà con mình yên tâm bắt tay vào chăn nuôi phát triển tốt trong cái lĩnh vực con treo treo này hơn. Thì với cái giá cả hiện tại thì bên trang trại tôi đang bao tiêu cho bà con thì nó đang là 1,4 triệu, 1,5 triệu đấy, trên 1 kg. Và cái thời gian mà hiện tại bên trang trại tôi đang bao tiêu cũng như là ký kết cái hợp đồng với bà con trong cái thời hạn đó là 5 năm cho đến 10 năm. Đấy, thậm chí nếu bà con mong muốn là cái thời gian lâu hơn nữa thì tôi cũng sẵn sàng ký kết với bà con lên đến là 15 năm để làm sao cũng tạo như mọi cái điều kiện hỗ trợ cho bà con được tốt nhất. Để thuận tiện cho một số bà con mình giao lưu cũng như là học hỏi kinh nghiệm trong chăn nuôi, cũng như là bà con đến trực tiếp trang trại để mình tham quan mô hình cho đến con giống, thì đối với bà con mà khu vực miền Bắc thì tôi cũng xin mời bà con có thể đến trực tiếp trang trại của tôi có địa chỉ tại Thường Tín, Hà Nội. Còn một số bà con mà khu vực ở trong miền Nam thì tôi xin mời bà con đến trang trại của tôi tại Trảng Bom, Đồng Nai. Còn hôm nay thì tôi đang có mặt là một trong những trang trại điển hình của tôi tại tỉnh Vĩnh Long. Trong chương trình hôm nay, anh Đạt đã chia sẻ những ưu điểm vượt trội và cũng là lý do để anh chăn nuôi và phát triển con treo thành công đến như vậy. Nếu bà con nào có cùng đam mê, sở thích, đặc biệt muốn làm giàu từ chăn nuôi con treo, vui lòng liên hệ cho anh Đạt theo số điện thoại trên góc màn hình hoặc đến trực tiếp các cơ sở chăn nuôi của trang trại anh mà anh vừa chia sẻ. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.